quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lính dùng Nga đã phục kích lực lượng Kiev tại vùng Kursk của Nga, tiêu diệt quân nhân Ukraine cùng với một số đơn vị thiết bị. Bộ này cũng công bố một đoạn video về hoạt động này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 18 tháng 9 rằng, lực lượng không quân Nga đang nỗ lực đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi vùng Kursk, nơi một số cuộc xâm nhập xuyên biên giới đã diễn ra kể từ đầu tháng 8. Tại một khu vực gần biên giới với Ukraine, việc phát hiện kịp thời đối thủ và phản ứng nhanh chóng của lính dù đã giúp tiêu diệt nhanh chóng quân nhân và xe bọc thép của đối phương. Binh lính Nga đã phục kích trên một con đường và máy bay không người lái của Nga đã tấn công, phá hủy một chiếc xe địa hình của Ukraine, một chiếc xe chiến đấu bộ binh và một xe bọc thép do phương Tây sản xuất cùng với kíp lái, báo cáo cho biết. Cũng theo bộ này, một xe bọc thép chở quân do Ukraine vận hành cũng bị phá hủy và những người di chuyển bên trong xe sau đó đã bị lính dù tiêu diệt trong một cuộc đấu súng. Ngoài ra, một đội tên lửa chống tăng đã cho nổ một chiếc xe tải của Ukraine vốn được sử dụng để cung cấp đạn dược cho tuyến liên lạc. Tên lửa đã bắn trúng trực tiếp vào hàng hóa, gây ra một vụ nổ lớn và phá hủy chiếc xe cùng với tài xế và một người lính đi cùng. Lực lượng Ukraine đã tiến vào vùng Kursk vào ngày 6 tháng 8 trong cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận kể từ khi bắt đầu giao tranh giữa Moscow và Kiev vào tháng 2 năm 2022. Cuộc tiến công của họ đã nhanh chóng bị chặn lại với việc quân đội Nga đã báo cáo đã giải phóng hơn một chục ngôi làng trong khu vực trong tuần qua. Tuy nhiên, lực lượng Kiev vẫn kiểm soát một số khu vực định cư ở vùng Kursk và giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đã mất hơn 14.200 quân và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 119 xe tăng và 91 xe bọc thép chở quân kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu. Một số phương tiện truyền thông Romania, bao gồm cả kênh truyền hình Athena 3, cuối tuần trước cũng đã đưa tin rằng Romania đã đảm nhận việc đào tạo phi công Ukraine trên máy bay F-16. Trong khi đó, Hà Lan sẽ đào tạo thêm 3 phi công nữa. Các nguồn tin của Athena 3 làm rõ về việc đào tạo đầy đủ một phi công Ukraine để vận hành máy bay chiến đấu F-16 sẽ tiêu tốn 5 triệu euro cho toàn bộ chu trình huấn luyện. Hiện nay vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về thông tin này từ phía nhà chức trách Romania. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan Kaisa Olomren đã cho biết, nước này dự kiến sẽ gửi những chiếc máy bay F-16 đầu tiên tới Kiev vào năm 2024. Bà cũng đưa tin, Hà Lan sẽ có ý định gửi từ 12 đến 18 máy bay chiến đấu, như vậy đến trung tâm đào tạo phi công Ukraine lái F-16 ở Romania. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh vào đầu tháng 9 rằng giải phóng khu vực Kursk là nhiệm vụ thiêng liêng của quân đội Nga. Theo Tổng thống, bằng cách nhắm vào khu vực này, Ukraine muốn khiến cho Moscow lo lắng và buộc họ phải tái triển khai các đơn vị từ các khu vực quan trọng khác của tiền tuyến nhưng không đạt được mục tiêu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rơi vào một cuộc trao đổi căng thẳng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radek Sikorsky trong chuyến thăm Kiev của ông này tuần trước, theo tin được báo Ba Lan Odet đưa. Cuộc gặp gỡ giữa ông Zelensky và Ngoại trưởng Sikorsky và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis đã diễn ra theo một hướng bất ngờ khi ông Zelensky đã bày tỏ sự không hài lòng với sự hỗ trợ của Warsaw đối với việc Ukraine gia nhập EU. Các nguồn tin miêu tả bầu không khí căng thẳng với một cuộc đụng độ rõ ràng xảy ra giữa ông Zelensky và ông Sikorsky. Phái đoàn Ba Lan đã ngạc nhiên trước thái độ của ông Zelensky, cho thấy những sự thất vọng sâu sắc. Ông Zelensky thể hiện sự phàn nàn rõ ràng. Ông cáo buộc Ba Lan không ủng hộ nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Còn ông Sikorsky đáp lại, Ba Lan đã mất 10 năm để hoàn tất các cuộc đàm phán gia nhập EU và thời gian biểu mà Ukraine đề xuất là không thực tế. Ông Zelensky còn chỉ trích Ba Lan chậm trễ trong việc chuyển giao thiết bị quân sự và chỉ trích hệ thống phòng không của Warsaw không ngăn chặn được tên lửa drone của trên lãnh thổ Ukraine. Ngoại trưởng Sikorsky đã giải thích rằng Ba Lan không thể tấn công các mục tiêu bay của Nga trên lãnh thổ Ukraine mà không có sự đồng ý của NATO. Ông cũng nói Ba Lan sẵn sàng chuyển giao các máy bay tiêm kích MIG còn lại một khi NATO có thể lấp đầy khoảng trống trong khả năng không quân của Ba Lan bằng các máy bay hiện đại hơn. Cuộc thảo luận đã chuyển sang khía cạnh lịch sử khi ông Zelensky chỉ trích Ba Lan vì đã chính trị hóa thảm kịch Volhynia năm 1943 do những người dân tộc chủ nghĩa Ukraine thực hiện nhằm vào người Ba Lan. Ông Zelensky kêu gọi Warsaw gác vấn đề này sang một bên.
cho rằng Ba Lan không nên nhắc lại vụ thảm sát Volhynia trong Thế chiến lần thứ hai khi Ukraine đang chiến đấu trong một cuộc tự vệ hiện tại chống lại Nga. Đáp lại, ông Sikorsky nói rằng Ukraine nên tôn trọng nhu cầu của các nạn nhân về việc khai quật và chôn cất thích hợp. Đây là điều mà ông đã thúc giục bằng những lời lẽ mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Một phóng viên của OneNet cho biết, một số người đã có mặt trong cuộc trò chuyện đã nói với OneNet rằng có lúc bầu không khí tệ đến mức có thể được mô tả là một vụ bê bối. Ông lưu ý rằng phái đoàn của Litva và Ngoại trưởng Gabrielius Lamberis đã có mặt và không hề cố gắng hỗ trợ Bộ trưởng Ba Lan. Ông Ruras nói rằng các quan chức Ukraine đã cố gắng trình bày các cuộc trò chuyện theo cách Sikorsky trở thành người chịu trách nhiệm cho bầu không khí căng thẳng. Cuộc gặp giữa người đứng đầu ngành ngoại giao Ba Lan và Tổng thống Ukraine cho thấy mối quan hệ giữa Warsaw và Kiev thật đáng buồn, đang trong tình trạng khủng hoảng. Những người Ba Lan có mặt tại buổi họp đã rất ngạc nhiên, nói một cách nhẹ nhàng về giao tiếp của ông Tổng thống Zelensky. Ông cũng cho biết một số thành viên Ba Lan trong phái đoàn đến Kiev đã cố gắng thuyết phục ông không thành công trong bài viết của mình, nói rằng căng thẳng Ba Lan-Ukraine không nên được thảo luận công khai. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Ba Lan đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine, trở thành trung tâm chuyển giao vũ khí từ phương Tây sang Ukraine và cung cấp cho Kiev hàng trăm xe tăng, một chục máy bay tiêm kích MiG và các thiết bị quân sự khác. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã xấu đi vào năm 2023, khi nông dân và tài xế xe tải ở Ba Lan phải đối mặt với sự cạnh tranh từ đồng nghiệp Ukraine và cho xe chặn ở biên giới hai nước. Chính phủ Ba Lan đã ủng hộ những người biểu tình. Tại cuộc họp nội bộ với chính phủ Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất hãy suy nghĩ về khả năng hạn chế cung cấp nguyên liệu thô chiến lược như uranium, nickel, titan và một số nguyên liệu khác cho thị trường nước ngoài, với điều kiện là điều này không gây tổn hại cho nền kinh tế Nga. Đề xuất của ông Putin đã gây ra một hiện tượng hoàn toàn không thể giải thích được. Thị trường phương Tây ngay lập tức bùng nổ theo đúng nghĩa đen, giá các mặt hàng nói trên tăng vọt và các phương tiện truyền thông kinh tế và chuyên ngành tràn ngập các bản tin liên quan. Trước đó, các chuyên gia thế giới không thể hiểu tại sao nước Nga diệt vong lại không quỳ gối trước phương Tây. Tạp chí Chính sách Đối ngoại đưa tin rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây, cho dù có quy mô lớn và có ảnh hưởng sâu rộng về mặt lịch sử đến đâu, cũng không làm suy yếu khả năng tiến hành giao tranh của ông Putin. Reuters thừa nhận, uranium là một trong những thứ thực sự có thể gây tổn hại cho phương Tây, trong khi các chuyên gia của City cho rằng uranium của Nga sẽ rất khó thay thế vì Rosatom đứng sau một nửa sản lượng điện hạt nhân của thế giới. Trước yêu cầu của Tổng thống Nga Putin, người đứng đầu Kazatomprom nói rằng Kazakhstan đang gặp khó khăn ngày càng tăng trong việc cung cấp uranium cho thị trường phương Tây do các lệnh trừng phạt chống Nga đã làm gián đoạn các tuyến đường truyền thống, và bây giờ Astana đã dễ dàng bán uranium cho Trung Quốc và Nga. Và hoàn toàn rõ ràng rằng Rosatom, công ty gần đây đã mua mỏ uranium lớn nhất ở Kazakhstan và đã đạt vị trí thứ hai trên thế giới về trữ lượng. Nga chiếm 1/4 thị trường thế giới về kim loại chiến lược này và 1/3 cho việc sửa đổi bọt biển, vốn rất quan trọng đối với máy bay và đóng tàu, và công ty là nhà sản xuất titan lớn nhất thế giới với chu trình công nghệ đầy đủ. Theo Viện Khoáng sản quan trọng CMI, Nga là nhà cung cấp titan chính của thế giới, và nếu các hạn chế được đưa ra, thị trường toàn cầu sẽ bị gián đoạn. Điều thú vị là Boeing và Airbus đã tuyên bố từ chối hoàn toàn và vô điều kiện đối với titan của Nga một cách thảm hại. Nhưng hóa ra đây là một lời nói dối hoàn toàn và vô điều kiện. Chính quyền phương Tây lặng lẽ đưa những công ty này vào những trường hợp ngoại lệ nhỏ và họ vui vẻ tiếp tục chế tạo máy bay từ titan và nhôm toàn trị của Nga. Một tình huống thú vị hơn nữa đã xuất hiện liên quan đến Nikken. Nga đứng thứ 3 trên thế giới về cả Nikken thô và Nikken đã làm giàu, chỉ đứng sau Indonesia và Philippines. Sau gợi ý của ông Putin, giá trao đổi Nikken đã tăng gần 3% trong một giờ, bất chấp mọi lệnh cấm trên sàn giao dịch đất hiếm chính LME ở London. Gần 40% tổng lượng Nikken có nguồn gốc từ Nga. Sau lời nói của ông Putin, người Mỹ chạy sang Indonesia, chiếm 42% thị trường Nikken đã làm giàu trên thế giới. Nhưng ở đây cũng có một sự hoảng loạn. Indonesia tuyên bố có kế hoạch gia nhập và sau đó Nga trở thành một trong những nhà cung cấp ngũ cốc chính cho cả nước, tăng gấp 10 lần trong năm. Khả năng Nga và Indonesia sẽ giải quyết vấn đề Nikken một cách thân thiện là hoàn toàn khác không, nhưng chắc chắn sẽ không có người Mỹ trong mối tình tay ba này. Hãng thông tấn Roia của Nga nhấn mạnh, Nga từ lâu đã cảnh báo rằng phương Tây cần chúng ta nhiều hơn chúng ta cần và đây mới chỉ là khởi đầu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng rằng Nga sẽ không thể thắng trong cuộc xung đột với Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ đã gạt bỏ lời đe dọa của Tổng thống Putin rằng phương Tây sẽ xung đột trực diện với Nga nếu đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Kiev đang vận động được cung cấp và sử dụng tên lửa tầm xa, nhưng không có quyết định nào được công bố sau cuộc họp giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Anh vào ngày 13 tháng 9. Ukraine và nhiều người ủng hộ nước này tại Mỹ và châu Âu muốn Tổng thống Biden dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp và có những dấu hiệu cho thấy Tổng thống Biden có thể thay đổi chính sách. Lo ngại về bất kỳ bước đi nào có thể khiến cho cuộc xung đột ở Ukraine leo thang. Mỹ rất thận trọng trước khi chấp thuận một loạt các yêu cầu đó của Kiev về việc cung cấp vũ khí, bao gồm xe tăng, tên lửa và máy bay chiến đấu F-16. Các quan chức Nga trước đây đưa ra những lời cảnh báo tương tự khi Washington ra quyết định. Ukraine là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Starmer sau khi Ngoại trưởng hai nước cùng đến thăm Kiev trong tuần này. Hai quan chức Mỹ đã nắm bắt được tình hình cho biết Thủ tướng Starmer đang vận động Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh để mở rộng tầm tấn công vào Nga. Sự chấp thuận của ông Biden là cần thiết vì nhiều bộ phận của Storm Shadow được sản xuất tại Mỹ. Thủ tướng Starmer cho biết rằng việc bàn bạc sẽ tiếp tục khi các nhà lãnh đạo thế giới đến dự kỳ họp thường niên của Hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, lời cảnh báo mới nhất của Tổng thống Vladimir Putin là rất quan trọng và rõ ràng. Theo hãng tin RT, ông Putin tuyên bố việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga sẽ khiến cho các quốc gia này tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Phát biểu trước phóng viên hôm 13 tháng 9, ông Peskov cho hay phương Tây đã nhận và hiểu được lời cảnh báo mới nhất của nhà lãnh đạo Nga. Ông Peskov mô tả lời cảnh báo của ông Putin là rất quan trọng. Cũng theo ông, tuyên bố của ông Putin là rõ ràng, không thể nhầm lẫn và không thể diễn giải theo nhiều cách. Ông nói thêm, tuyên bố này rõ ràng đã đến được với người Nhật. Hôm 12 tháng 9, ông Putin cho rằng quân đội Ukraine không có khả năng sử dụng hệ thống tầm xa của phương Tây và cần thông tin tình báo từ vệ tinh của NATO và từ quân đội phương Tây để vận hành chúng. Theo quan điểm này, nếu phương Tây cho phép Kiev tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, điều này có nghĩa là các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu đang chiến đấu chống lại Nga. Ông Putin cũng cho biết, Nga sẽ đưa ra quyết định phù hợp dựa trên các mối đe dọa mà nước này đang phải đối mặt. Trước chuyến thăm tới Kiev vào đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy đã ám chỉ việc có thể bật đèn xanh cho Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa của Anh và Mỹ. Anh là quốc gia đầu tiên chuyển giao các tên lửa tầm xa cho Ukraine vào tháng 5 năm 2023 và Pháp vài tháng sau đó. Washington tiết lộ đã cung cấp cho Kiev các hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS vào mùa xuân năm nay. Tuy nhiên, các nước ủng hộ đã công khai cấm Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Kể từ tháng 5, Ukraine đã đề nghị dỡ bỏ những hạn chế trên. Một số cơ quan truyền thông cho rằng Washington và London sẽ sớm làm theo đề nghị của Kiev hoặc bí mật làm như vậy. Phát biểu với đài phát thanh Kossuth Quốc gia vào ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố rằng mặc dù khối đã chậm trễ trong việc theo kịp với phần còn lại của thế giới có tư duy bình thường, hiện tại đã có dấu hiệu cho thấy các quốc gia EU nhận ra rằng cuộc xung đột Ukraine không phải là cuộc chiến của họ và đang bắt đầu tìm cách chấm dứt nó. Những bình luận của ông được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi nỗ lực hòa bình mới vào đầu tuần, tuyên bố rằng Nga phải tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo về cuộc xung đột. Ông Scholz cũng được cho là đã bận rộn soạn thảo kế hoạch hòa bình Ukraine của riêng mình theo các thỏa thuận Minsk năm 2014 không thành công, một loạt các biện pháp nhằm kiềm chế các cuộc xung đột ở Donbass và hòa giải các bên chiến tranh. Ông Orbán cho biết, ngày càng rõ ràng, từ ngày càng nhiều quốc gia EU cho rằng họ muốn gia nhập nhóm hòa bình. Ví dụ ở đây là Thủ tướng Đức, người vừa đưa ra những điều mà trước đây ông sẽ bị chỉ trích nặng nề trên truyền thông Đức cách đây 3 tuần. Vì vậy, tình hình đang thay đổi. Thủ tướng Hungary nói rằng, nhiệm vụ hòa bình mà ông thực hiện vào mùa hè nhằm kéo các bên chính trong cuộc xung đột vào bàn đàm phán đã khiến các thành viên EU suy nghĩ lại về quan điểm của họ. Ông Orbán nhấn mạnh, chúng tôi đã khởi xướng ý tưởng này
vì chúng tôi đã khơi dậy một cuộc tranh luận lớn ở châu Âu. Nếu không có nhiệm vụ hòa bình, cuộc tranh luận như vậy sẽ không bắt đầu và mọi người vẫn chỉ nói về chiến tranh. Ông cáo buộc toàn bộ khối đã ủng hộ chiến tranh quá lâu và nhấn mạnh lại lời kêu gọi đàm phán. Cuộc chiến này rõ ràng không có giải pháp trên chiến trường, cần phải rời xa nó. Điều này có thể thực hiện được nếu bạn nghiêm túc bắt đầu cuộc trò chuyện về việc kêu gọi ngừng bắn và khởi động các cuộc đàm phán hòa bình. Một thỏa thuận phải được tìm kiếm. Thủ tướng Hungary lưu ý rằng ông còn nhiều sáng kiến bất ngờ trong khuôn khổ nhiệm vụ hòa bình của mình để đẩy nhanh quá trình. Khác với nhiều quốc gia EU, Hungary từ lâu đã kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột thay vì cung cấp vũ khí cho Kiev. Các cuộc đàm phán cuối cùng giữa Nga và Ukraine đã bị đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022, mặc dù các bên đã phê duyệt trước một dự thảo hiệp ước hòa bình. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, phương Tây đã ra lệnh cho Kiev từ bỏ hiệp ước do mong muốn gây ra một thất bại chiến lược cho Nga. Moscow thường xuyên bày tỏ sự sẵn sàng kết thúc xung đột một cách ngoại giao, nhưng cảnh báo rằng họ sẽ không đồng ý với hòa bình theo điều kiện của Ukraine, bao gồm việc Nga nhượng bộ lãnh thổ mà Kiev tuyên bố. Trong cuộc họp của chiến lược châu Âu IANTA ngày 13 tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng chỉ có hai cách để kết thúc cuộc chiến Nga-Ukraine, hoặc là các lực lượng chiếm đóng của Nga bị đẩy ra khỏi Ukraine bằng vũ lực, hoặc là một quá trình ngoại giao được thiết lập để đảm bảo sự giải phóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine và hỗ trợ Ukraine trên con đường hướng tới chiến thắng. Trong cả hai kịch bản, Ukraine phải đủ mạnh, Mỹ có thể giúp điều đó. Ông Zelensky cũng cho biết kế hoạch tổng thể về chiến thắng mà ông sẽ trình bày với Tổng thống Mỹ có thể trở thành cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài và việc thực hiện đầy đủ công ước hòa bình của Ukraine. Ông tin rằng bất kỳ ảo tưởng nào về khả năng đàm phán với Nga hoặc đặt ra các ranh giới đỏ mới chỉ làm kéo dài thêm cuộc xung đột. Ông Zelensky nói, nếu chúng ta đều muốn một ngày nào đó nghe thấy cụm từ cuối cùng hòa bình thực sự đã đến với Ukraine, chúng ta phải nghe ngay rằng Ukraine đủ mạnh để chiến thắng. Đây sẽ là sự đảm bảo cho hòa bình. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công xâm nhập của Ukraine vào vùng Kherson, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã loại bỏ việc đàm phán với Ukraine. Ông Putin trước đó khẳng định, đàm phán đi tới kết thúc xung đột phải dựa trên tình hình thực tế, trong đó có việc công nhận 4 tỉnh của Ukraine đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga. Nga cũng cáo buộc phương Tây đã làm mất đi cơ hội đàm phán ngay khi cuộc xung đột bắt đầu vào mùa xuân năm 2022 khi họ thuyết phục Ukraine từ bỏ đàm phán với Nga. Cuộc xung đột đang có nguy cơ bị đẩy tới một ranh giới đỏ khác khi phương Tây thảo luận về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng vào đêm ngày 13 tháng 9. Các nhà lãnh đạo đã thể hiện sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine khi nước này tiếp tục phòng vệ trước sự xâm lược của Nga. Nhà Trắng cho biết, họ bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Iran và Triều Tiên cung cấp vũ khí hủy diệt cho Nga và sự hỗ trợ của Trung Quốc với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. John Kirby, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng về truyền thông chiến lược cho biết, Mỹ không đưa ra bất kỳ thông báo nào vào ngày 13 tháng 9 về việc thay đổi chính sách cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa. Đến nay, Mỹ vẫn chưa đồng ý để Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ban đầu, Ukraine muốn sử dụng các tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công các căn cứ không quân của Nga. Nhưng Lầu Năm Góc cho biết 90% máy bay Nga phóng bom lượn, một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với Ukraine, đang ở các sân bay ít nhất 300 km, xa hơn vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Điều này làm cho chúng nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa ATACMS. Ukraine hiện muốn sử dụng tên lửa tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát quân sự của Nga, các kho nhiên liệu và vũ khí, cũng như các nơi tập trung quân đội. Ngoài các tên lửa ATACMS của Mỹ, Kiev muốn thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Nga bằng cách sử dụng các tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp và các tên lửa SCALB gần như tương tự của Pháp, trong khi Anh dự kiến sẽ tìm kiếm sự chấp thuận của Mỹ trước khi dỡ bỏ các hạn chế đối với các tên lửa Storm Shadow. Một nguồn ngoại giao của Pháp cho biết Paris không cần sự cho phép của Washington để Ukraine sử dụng các tên lửa của Pháp. Hôm 12 tháng 9, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái nào của phương Tây cho phép Kiev sử dụng các vũ khí tầm xa chống lại các mục tiêu ở Nga sẽ kéo NATO vào cuộc chiến với Nga, đánh dấu một sự gia tăng mạnh mẽ trong các phát biểu của ông về cuộc chiến. Liên minh châu Âu cho biết những lời đe dọa của Putin sẽ không làm thay đổi lập trường của EU về việc ủng hộ Ukraine.